Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Hoa Hương Nguyệt nghĩ đến thời điểm trầm tường đến niết bàn cảnh, cũng dùng phương thức này chiến đấu cùng nàng, vừa nghĩ đến đây thân thể mềm mại của nàng run lên. Đây chính là tiềm lực, vừa rồi ngươi đáng ta đến mức thổ huyết, có phải cảm thấy rất đã ghiền hay không? Hiện tại ta cũng đã ghiền một phát trầm tường một bên dùng song quyền cuồng đánh tiểu bạch hồ ngã xuống đất kêu rên một bên mắng to muốn thu phục linh thú phải dùng thực lực của mình đi kinh sợ linh thú để sâu trong linh hồn linh thú sợ hãi hắn hiện tại trầm tường chính là muốn làm như thế tiểu bại hoại ngươi muốn đánh tới khi nào hoa hương nguyệt cũng nhìn không được nàng thấy tiểu bạch hồ thật đáng thương đánh tới khi bổn đại gia mệt mới thôi ha ha trầm tường cuồng tiếu quyền kình trở nên mạnh hơn một chút có hoa hương nguyệt ở chỗ này hắn không sợ tiêu hao toàn bộ lực lượng hắn muốn cho con tiểu bạch hổ này hoàn toàn sợ hãi hắn mặt đất bốn phía trầm tường đều bị tàn phá tiểu bạch hổ bị trầm tường đánh đến mức thân thể lúc sâu vào trong đất hơn nửa ngày trôi qua trời đã sáng trầm tường cũng mệt mỏi con mắt tiểu bạch hổ lờ đờ đã mất đi sức chiến đấu trầm tường kéo thân thể của nó từ trong hố lên ném tới mặt đất xa xa thân thể tiểu bạch hồ thoạt nhìn như một con trâu lớn có người nói sau này còn có thể lớn hơn nữa trầm tường nghĩ đến mình có thể cưỡi một con bạch hồ to lớn du lịch bốn phía trong lòng liền hơi kích động đó là một việc phong cách cỡ nào đương nhiên hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng hắn vẫn cảm thấy để tiểu bạch hồ ở trong túi huyền thú sẽ tốt hơn thời điểm đánh nhau thả bạch hồ ra như vậy hắc hắc hắn thích nhất đúng là âm nhân trầm tường ngồi trên mặt đất cả người đều là mùi mồ hôi, đầu bạch hổ kia càng thêm chật vật. Trên người một mảnh đen kịt không còn bộ dáng của bạch hổ chút nào. Tiểu tử, ngươi là đem loại đồ chơi này hấp dẫn nó tới, ha ha. Bây giờ còn chưa có ăn đã bị ta đánh một trận, có phải rất hận ta hay không? Trầm tường lấy bách thú đan ra, đun đưa ở trước mặt tiểu bạch hổ, vẻ mặt tà ác vô cùng. Ngay cả Long Tiết Di cũng vô pháp chống tự bách thú đan, chớ nói chi là loại tiểu bạch hổ ra đời chưa lâu này. Trong ánh mắt lờ đờ của tiểu bạch hổ xác thực tràn đầy phẫn nộ. Nhưng lập tức lại biến thành sợ hãi đối với Trầm Tường, nhớ tới mình bị Trầm Tường cuồng đánh, viền mắt nó cư nhiên ươn ướt. Tiểu gia hỏa này, hình như là con cái. Long Tiết Di cười hì hì nói, cọp mẹ sao, Trầm Tường cười đến càng thêm vui vẻ. Trầm tường cười cười, một bên nhét bách thú đan vào miệng nó, tiểu bạch hồ cũng là một tiểu tử ham ăn. Bằng không cũng sẽ không rời hang tới nơi này tìm thức ăn. Trầm tường biết mình phải nhanh chóng thu phục tiểu bạch hồ một chút nếu để cho cha mẹ nó tới đây. Hắn chỉ có thể theo hoa hương nguyệt chạy trốn. Tiểu bạch hồ cố sức động mồm, nuốt bách thú đan vào trong bụng, nhãn thần nhìn trầm tường có chút cảm kích trầm tường cười hì hì, lại cho nó mấy hạt. Bộ dáng kia giống như là dỗ hài tử vậy điều này làm cho Long Tuyết Di âm thầm đố kỵ trước kia nàng cũng tiếc cuộc một lần không dám ăn nhiều như vậy, đều là lưu cho mình chậm rãi thưởng thức. Nhưng tiểu bạch hổ này thoáng cái liền ăn nhiều như vậy. Lúc này nàng cảm thấy chân long như nàng lại không bằng một con bạch hổ. Cũng may bạch hổ cũng là thần thú, nếu không nàng nhất định sẽ chạy ra đánh nó một trận, giành lấy bách thú đan đi. Đây là túi huyền thú, nếu như ngươi nguyện ý theo ta sau này loại bách thú đan kia sẽ không thể thiếu phần ngươi. Ta có loại thực lực này, ngươi theo ta cũng sẽ không cảm thấy là một loại vũ nhục. Hơn nữa ta cũng có võ công của lão tổ tông các ngươi lưu lại, vừa rồi ngươi đã lĩnh giáo qua. Trầm tường nói, hắn biết linh thú đều có thể nghe hiểu được tiếng người. Trầm tường vừa nói xong, liền thấy trên đầu bạch hồ toát ra một quang trận màu hoàng kim hình tròn phía trên có rất nhiều linh văn huyền ảo, điều này làm cho hắn âm thầm kích động. Đây chính là lúc linh thú thượng đẳng và nhân loại ký kết khế ước mới xuất hiện, bạch hồ bộ tộc là hậu đại thần thú. Cho nên hiểu được mấy thứ này là đương nhiên. Trầm tường vội vàng cắt nhón tay của mình, nhỏ lên đồ án kia một giọt máu, linh trận bộc phát ra kim quang chói mát. Sau đó bắt đầu thu trở về trong đầu Bạch Hồ, lúc này Trầm Tường đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng kỳ diệu, hắn có thể cảm giác được mình và tiểu Bạch Hồ có một liên hệ nào đó. "Ta hiện tại rất suy yếu, có thể cho ta vài hạt nữa hay không?" Trong đầu Trầm Tường truyền đến một thanh âm hơi sợ hãi của nữ tử, nghe như là một thiếu nữ đang lo lắng hô hoán. Trầm Tường cả kinh, hắn bây giờ chỉ có thể cười khổ. Tiểu Bạch Hồ cùng tiểu Thí Long đều rất tham ăn hắn thầm nghĩ không biết các nữ thần thú có phải ai cũng tham ăn hay không trầm tường lấy ra mấy hạt bách thú đan nhét vào trong miệng tiểu bạch hồ sau đó thu nàng vào túi huyền thú trong lòng âm thầm hưng phấn hắn đã thu phục được một con linh thú rất lợi hại hơn nữa linh thú này còn có thể phát triển thành thần thú còn là một con cái trong đầu hắn tự nhiên sinh ra ý nghĩ tả hoa hương nguyệt bỗng từ không trung đáp xuống Nàng nắm lấy tay Trầm Tường, liên tục lắc mình mấy cái liền cách xa địa phương đại chiến vừa rồi mấy trăm dặm, hơn nữa nơi kia đã bị hỏa diễm hừng hực bao phủ. Khói đặc tỏa ra cuồn cuộn, cùng lúc đó sâu trong sơn lâm truyền đến một trận tiếng gầm rú thê lương tức giận. Trong lòng Trầm Tường chấn động, loại sát phạt chi khí kia làm hắn kinh khủng. Sát khí thông thiên bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Trầm tường vẫn luôn tự ngạo mình có sát phạt chi khí hơn người trên thần vũ đại lục không có mấy người có thể sánh bằng với mình. Nhưng đối mặt với tiếng rít gào kèm theo sát khí kia, hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Không cần lo lắng, sau khi linh thú tiến vào túi huyền thú, sẽ cắt đứt tất cả cảm ứng với ngoại giới, lão gia hỏa kia tìm không được người đâu. Hoa hương nguyệt kéo trầm tường bay nhanh. Tốc độ kia làm cho trầm tường không thở nổi, thân thể bị không khí trùng kích áp lực kích thích đến đau nhức rất nhanh liền đi tới phiêu hương thành. Nếu luận tốc độ ở thần vũ đại lục không ai hơn được ta, đây không phải là ta khoác lác hi hi. Hoa hương nguyệt đắc ý cười nói, thấy dáng dấp trầm tường chật vật, nàng cười đến càng thêm vui vẻ. Trầm tường hừ nhẹ nói, sau này ta sẽ vượt qua tỷ. Ta sẽ chờ ngươi vượt qua ta. Hoa hương nguyệt không thèm để ý nói, nói xong lại kéo trầm tường bay về đan hương tháp trầm tường rất mệt nhưng hắn vẫn cự tiệt hoa hương nguyệt giữ lại, quay trở về thần binh điếm lúc này vẫn không có thấy Liễu Mộng Nhi trở về. Trở lại trong phòng, trầm tường ăn một ít chân nguyên đan, bắt đầu điều chỉnh trạng thái thân thể. Nữ nhân hoa hương nguyệt này không phải là cố ý mang ta đi tìm bạch hổ chứ trong lòng trầm tường nghi hoặc hỏi. Rất có thể, bất quá ai biết được nàng là nghĩ như thế nào. Người không nghe lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển sao. Lòng tuyết di nói, trầm ca ca, cho ta chút bách thú đan đi. Người còn có một ít chưa có ăn, sao lại còn hỏi ta trầm tường cười mắng hắn nhìn tiểu bạch hổ trong túi huyền thú một chút phát hiện tiểu gia hỏa này đã ngủ say bên trong túi huyền thú là một tiểu viện có lục thảo và một ít thực vật còn có một cái đầm nước trong hoàn cảnh coi như không tệ trầm tường nói ta có phải là có chút tàn nhẫn hay không bắt nàng phải rời xa phụ mẫu không có việc gì chờ nàng và ngươi quen thuộc ngươi cho nàng trở về thăm phụ mẫu là được nàng gặp người cũng không phải chuyện gì xấu, dù sao những tiểu tử này sớm muộn gì cũng phải rời phụ mẫu, đây là quy luật sinh tồn của chúng nó. tô mị giao nói, ta không phải cũng bị tiểu bại hoại người bắt cóc sao? long tuyết di chu miệng nói, tiểu thí long đừng nói khó nghe như vậy được không? chính là ngươi tự nguyện theo ta, hiện tại ngươi cũng không có hối hận a? À. ta thấy ngươi sống còn thoải mái hơn trước đây nữa đó chứ, lòng tốt không được báo đáp. trầm tường thấp giọng mắng. Long Tuyết Di chỉ là cười hì hì không nói, trầm tưởng chờ Liễu Mộng Nhi trở về, sau đó để Liễu Mộng Nhi đưa hắn về Thái Vũ môn lấy Thanh Huyền Quả. Hắn chuẩn bị đi tiến hành khảo hạch luyện đan sư năm đoạn. Những tài liệu khác của trúc cơ đan hắn cũng không thiếu, chỉ thiếu khuyết Thanh Huyền Quả. Còn dược liệu nguyên thần đan hắn cũng có một ít nhưng không nhiều lắm, chỉ có 5 phần, đây là hai loại đan dược mà dược liệu phi thường thưa thớt, đan hương tháp khẳng định không có. Về phần Bách thú đan, đan hương tháp nhất định sẽ rất thừa thải, lúc đó Trầm Tường nhất định sẽ để đan hương tháp cung cấp. Hắn nghỉ ngơi một ngày, khôi phục tất cả chân khí tiêu hao. Lúc này hắn cảm giác được chân khí có đề thăng rất lớn, cũng vào hôm nay Liễu Mộng Nhi trở về. Trầm Tường vội vàng chạy ra khỏi phòng, đi tìm Liễu Mộng Nhi. Liễu Mộng Nhi ở trong phòng của nàng, làm cho Trầm Tường bất ngờ chính là hắn còn nhìn thấy Tiết Tiên Tiên và Lãnh U Lan. Liễu Mộng Nhi đi băng phong cốc tiện thể mang hai nàng tới đây tham gia náo nhiệt. Tiết tiên tiên thấy trầm tường, vội vàng nhào vào lòng hắn, trên mặt tràn đầy u sầu. Sau khi nàng biết được tục giới biến mất cũng như trầm tường phi thường lo lắng. Lãnh U Lan ở tục giới không có người thân gì, nhưng Tiết Tiên Tiên và Trầm Tường đều có thân nhân ruột thịt thấy Tiết Tiên Tiên khổ sở, nàng cũng rất là đau lòng lãnh u lan và liễu mộng nhi đều tự giác ly khai để trầm tường và tiết tiên tiên ở cùng một chỗ trầm tường an ủi tiết tiên tiên một phen mới làm cho tiết tiên tiên lộ ra nụ cười xinh đẹp tiên tiên ta muốn tham gia thi đấu luyện đan nàng có tới xem hay không thẩm tường ôm tiết tiên tiên cho nàng ngồi ở trên đùi mình tiết tiên tiên lắc đầu nói không xem hiện tại ta và u lan đều đang cố gắng tu luyện bằng không sẽ theo không kịp quái thai như ngươi nhìn khuôn mặt thanh tú thoát tục mang theo một chút phủ mị và khả ái kia của tiết tiên tiên trầm tường không khỏi đưa đầu đến gần tiết tiên tiên cũng ngẩng đầu lên nghênh hợp trầm tường hai người hôn nhau say đắm hai người hôn môi rất lâu mà lãnh u lan và liễu mộng nhi ở bên ngoài thấy trong phòng không có một thanh âm đều đoán ra bọn họ đang làm gì đặc biệt là liễu mộng nhi nghĩ đến trầm tường đang hôn môi cùng đồ đệ của nàng lại nhớ đến trước đó trầm tường cùng nàng hôn môi, mặt không khỏi hơi hồng lên, âm thầm mắng trầm tường. Tiểu bại hoại này cư nhiên thầy trò cùng ăn. Tuy rằng lãnh U Lan bình thường thoạt nhìn nóng nảy biêu hãn, nhưng đối với phương diện này cũng là rất tò mò. Nàng từ một khe nhìn thấy hai người hôn nhau, trong lòng âm thầm ước ao, nàng hết sức tò mò loại cảm giác đó. Trầm tường và tiết tiên tiên, lãnh U Lan gặp nhau trong chốc lát liễu mộng nhi mới mang các nàng đi liễu mộng nhi chỉ là nói cho trầm tường rằng hai người nàng đều ở bên trong băng phong cốc tu luyện tu luyện ở nơi này sẽ làm hai nàng thu hoạch rất nhiều chỗ tốt trầm tường suy đoán ở trong đó có thể là một huyền cảnh nguyên bản hắn dự định để liễu mộng nhi mang hắn về thái vũ môn lấy thanh huyền quả nhưng không nghĩ tới liễu mộng nhi lại mang hai mỹ nhân của hắn tới lúc này phải đưa các nàng về trầm tường chỉ có thể tìm cách khác mà thôi liễu mộng nhi đưa tiết tiên tiên và lãnh u lan về sau đó trở lại cũng phải mất mấy ngày trầm tường cũng chưa nói cho nàng biết mình sắp tiến hành khảo hạch luyện đan sư năm đoạn hắn chờ lúc liễu mộng nhi trở lại sẽ cho nàng một kinh hì sau khi có thanh huyền quả như vậy dược liệu của trầm tường đều đủ có thể đi xin khảo hạch liễu mộng nhi để tiết tiên tiên và lãnh u lan gặp hắn không chỉ là để hắn an ủi tiết tiên tiên còn có một nguyên nhân khác chính là tiết tiên tiên và lãnh u lan sẽ bế quan một đoạn thời gian rất dài để tu luyện lần trước trầm tường không gặp được lãnh u lan cũng là như vậy trầm tường đã từng nói với liễu mộng nhi nói khi đó hắn lo lắng gần chết nên lần này nàng rút kinh nghiệm mang hai mỹ nhân tới cho trầm tường gặp mặt một chút để cho hắn an tâm đan hương tháp chính là thánh địa của rất nhiều luyện đan sư cũng là địa phương luyện đan sư khảo hạch đẳng cấp quy củ phi thường nghiêm ngặt đối với người nào đều là giống nhau cái gì bây giờ ngươi muốn tiến hành khảo hạch năm đoạn trong một tiểu sảnh hoa hương nguyệt kiều hô trầm tường nhìn hoa hương nguyệt mặc trang phục giống như hoàng đế trong lòng cảm thấy là lạ, lạ nhưng không có hỏi vấn đề này chỉ nói tỷ không có nghe sai hiện tại ta muốn khảo hạch ta ra dược liệu hai loại đan dược khảo hạch luyện đan so với thời điểm luyện đan bình thường còn khó hơn một ít bởi vì thời điểm khảo hạch sẽ có một số người vây xem giám sát sẽ làm cho luyện đan sư sinh ra áp lực trường hợp luyện đan sư hồi hộp lo lắng dẫn đến thất bại là chuyện rất thường thấy. Tiểu bại hoại, đừng nói giỡn với ta. Như vậy sẽ lãng phí dược liệu. Hoa hương nguyệt khuyên nói. Trầm tường đối với mình là phi thường có lòng tin nhưng yêu tinh nũng nịu trước mắt lại không tin tưởng như vậy. Điều này làm cho hắn có chút mất hứng, đương nhiên hắn cũng biết hoa hương nguyệt là vì tốt cho hắn, lo lắng hắn lãng phí một ít dược liệu chân quý. Tỷ tỷ ngươi quá coi thường ta, nếu như ta có thể thông qua năm đoạn khảo hạch cấp thấp, tỷ sẽ thế nào? Trầm Tường cười xấu xa nói, hắn đang có ý định đánh cuộc với Hoa Hương Nguyệt một lần, đến lúc đó hắn có thể chiếm chút tiện nghi. Vậy ngươi liền đi khảo hạch, ta sẽ dám thì." Hoa Hương Nguyệt nói, không để ý tới Trầm Tường muốn đánh cuộc chút nào. Trầm Tường cảm thấy kỳ quái, nếu như là người bình thường, nhất định sẽ đánh cuộc một lần. Nhưng Hoa Hương Nguyệt này lại nhất quyết không, này làm cho hắn có chút thất vọng luyện đan sư năm đoạn cấp thấp chỉ cần luyện chế ra ba loại đan dược huyền cấp hạ phẩm là được hoa hương nguyệt chỉ biết là trầm tường có thể luyện chế bách thú đan và trúc cơ đan hai loại đan dược này đều là tương đối dễ luyện trong huyền cấp hạ phẩm nàng nghĩ không ra trầm tường còn có thể luyện chế ra loại đan dược nào nữa địa vị của hoa hương nguyệt ở bên trong đan hương đào nguyên rất cao ở trầm tường xem ra là tương đương với đan trường lão và vũ khai minh ở thái vũ môn có thể quyết định đại cục nàng rất nhanh liền gọi tới ba gã luyện đan sư năm đoạn tuy rằng chỉ có ba gã nhưng cũng đủ chứng minh quá trình trầm tường luyện đan giống như lần trước trầm tường đi vào một cái mật thất nơi này đã có ba gã luyện đan sư chờ sẵn biết được trầm tường là thiên tài luyện đan sư tuổi còn trẻ lại nổi danh bọn hắn đều vô cùng hứng thú bọn họ vốn là ở trong đan hương tháp luyện đan cho nên mới rất nhanh trong ba gã luyện đan sư có hai gã là lão đầu tóc trắng bóng một cái khác lại là một lão bà bà tóc bạc cả ba đều rất già nhưng bọn hắn đối với hoa hương nguyệt thập phần tôn trọng trầm tường không biết ba người kia là ai nhưng sau khi biết được tên của bọn họ trầm tường liền kinh ngạc không thôi ở trong luyện đan giới có một bài danh bảng mặt trên viết rất nhiều luyện đan sư kiệt xuất trầm tường đã từng xem qua hắn có thể nhớ kỹ tên ba người trước mắt này đó là những luyện đan sư xuất sắc nhất trong năm đoạn có hy vọng trùng kích vào sáu đoạn lớn nhất trầm tường phi thường lễ phép hành lễ cho ba người kia bọn họ và hoa hương nguyệt đều ngồi ở trên ghế đá trong mật thất chờ trầm tường bắt đầu trầm tường chỉ cần đan hương tháp cung cấp dược liệu bách thú đan cái khác đều là hắn ra không biết tiểu ca ngươi ngoại trừ có thể luyện chế trúc cơ đan và bách thú đan ra còn muốn luyện chế loại huyền cấp hạ phẩm gì một lão già thập phần hiếu kỳ hỏi trầm tường chưa tới 30 tuổi có thể luyện chế hai loại huyền cấp hạ phẩm đã là thiên tài trong thiên tài, bất quá những lão gia hỏa kia vẫn có thể thừa nhận được. Bởi vì hai loại huyền cấp hạ phẩm này không quá phức tạp. Trầm tường cười nói, luyện đan quá nhàm chán, ba vị tiền bối không bằng đoán xem ta luyện chính là cái loại đan dược gì. Tiểu tử thật là nghịch ngợm. Ha ha, lão bà bà kia hiền lành cười nói. Hoa hương nguyệt chỉ là ám thầm hư một tiếng, nàng cũng rất tò mò, nàng từng hỏi trầm tường nhưng trầm tường không chịu nói trầm tường luyện chế nguyên thần đan là một loại đan dược thật lâu chưa từng xuất hiện chỉ có ở trên điển tịch ghi lại có thể thấy được vô luận là dược liệu hay là đan dược đều sớm đã tuyệt tích trầm tường trước hết luyện chế đương nhiên là bách thú đan đây là đan dược tương đối dễ dàng luyện chế có thể làm cho một người nóng tính như hắn không vội không chậm xử lý những dược liệu kia đây là một khảo nghiệm rất lớn đối với người luyện đan tuy rằng thoạt nhìn hắn có chút thong thả nhưng động tác thành thạo lại nhanh kia làm cho những lão gia hỏa này âm thầm sợ hãi than có thể ở xử lý dược liệu làm được như vậy đây chính là nhân tài đã luyện rất nhiều đan dược mới có thể làm được hơn nữa như vậy có thể gia tăng tốc độ luyện chế đại lượng đan dược có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian viêm lòng bảo lô là một lò luyện đan rất lợi hại nhưng ở trong mắt những lão gia hòa kia lại có vẻ rất tầm thường cũng không thể trách bọn họ được vì chất liệu làm nên viêm lòng bảo lô là không nên xuất hiện ở phàm giới sau khi xử lý tốt dược liệu trầm tường nhanh chóng đưa nó vào trong lò luyện đan động tác phi thường gọn gàng linh hoạt từ khi trầm tường bắt đầu lấy ra những dược liệu kia sau đó xử lý nhập lô tất cả động tác đều là hành văn liền mạch vô cùng lưu loát trong nháy mắt trầm tường liền bắt đầu rót hỏa diễm vào trong lò luyện đan trong mật thất bị nhiệt lượng bao phủ trầm tường vì không cho người nhìn ra hắn có hỏa hồn cố ý thu liễm khí tức hỏa diễm một thoáng bất quá những lão luyện đan sư kia vẫn cảm thấy hỏa diễm của trầm tường rất lợi hại cái loại hỏa khí nhàn nhạt này tuy rằng phi thường nhược nhưng bọn hắn vẫn có thể từ bên trong hỏa khí này nhìn ra Hoa hương nguyệt chỉ là lặng lặng nhìn trầm tường luyện đan, lúc này trầm tường hết sức chăm chú, hết sức chăm chú luyện đan, cũng không hề bởi vì bốn phía có người mà chịu ảnh hưởng. Trình độ điều khiển hỏa diễm của trầm tường đã lô hỏa thuần thanh, mấy lão luyện đan sư kia đều là nhắm mắt lại cảm thụ nhiệt độ hỏa diễm biến hóa trong đan lô của trầm tường. Để bọn hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là nhiệt độ trong đan lô kia giống như không hề biến hóa nhưng lại rất vững vàng chỉ có hoa hương nguyệt mới có thể cảm ứng được trầm tường trường khống nhiệt độ hỏa diễm trong đan lô vô cùng tốt, vô cùng nhỏ bé. Đây là rất nhiều cao cấp luyện đan sư mới có thể làm được. Mấy lão giả kia cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì nhiệt độ biến hóa bên trong lô phi thường quỷ gì. Trước đó bọn họ cũng thấy người khác luyện chế bách thú đan, chính bọn hắn cũng hiểu được luyện chế, nhưng không giống trầm tường như vậy, vừa bắt đầu hỏa diễm chính là như vậy. Không có biến hóa quá lớn, mà ở tình huống bình thường, luyện chế bách thú đan bắt đầu đều sẽ dùng hỏa diễm rất lớn đi thiêu dược liệu, trình độ bị nóng của vài loại dược liệu cũng khác nhau. Theo lý thuyết lò luyện đan thả ra nhiệt lượng hẳn là phi thường rõ ràng mới đúng. Trầm Tường mở mắt ra, nhìn Hoa Hương Nguyệt nở nụ cười một thoáng, những lão giả khác đều hơi sững sờ, vừa nãy Trầm Tường vẫn rất chăm chú, nhưng hiện tại lại làm mờ ám. Đây cũng là tối kỵ của luyện đan trầm tường thấy sắc mặt ba tên lão giả kia có thể đoán ra những thứ gì trong lòng hắn âm thầm buồn cười các ngươi có thể cảm ứng được tình huống xác thực trong đan lô mới là lạ, lạ đây là viêm long bảo lô thời gian bên trong cùng bên ngoài không giống hoa hương nguyệt thấp giọng gắt một cái vừa nãy trong lòng nàng âm thầm than thở trầm tường rất chăm chú nhưng hiện tại hắn lại cợt nhà đối với nàng điều này làm cho ấn tượng tốt của ba tên lão luyện đan sư đối với hắn nhất thời biến mất hết sạch đặc biệt là ánh mắt trầm tường xem hoa hương nguyệt liền làm bọn họ âm thầm khinh bỉ. Thời điểm luyện đan lại còn không quên xem mỹ nhân, điều này làm cho bọn hắn đều hối hận đến giám thị trầm tường. Chăm chú một điểm, hoa hương nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Trầm tường cười hì hì ta luyện xong rồi. Cái gì Hoa Hương Nguyệt cùng ba tên lão luyện đan sư kia không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng từ trên ghế nhảy lên, khắp khuôn mặt là không tin. Mới bao lâu a, à? bọn họ nhớ Trầm Tường vừa đậy nắp lò không bao lâu, bọn họ còn không có nhìn ra một điểm đầu mối, Trầm Tường liền nói luyện xong rồi. Chớ có nói đùa, Hoa Hương Nguyệt vừa nói xong, Trầm Tường liền sốc nắp lò lên, chỉ thấy trong vòng tản mát ra một trận hào quang màu xanh. Mười hạt đan dược màu xanh tản ra mùi thuốc kỳ dị lẳng lặng nằm ở bên trong, xương trắng bao vây ở bên ngoài cũng chậm rãi tản ra. Lại có thể là 10 hạt. Ba cái lão luyện đan sư kia nhìn mà trợn tròn mắt vội vàng tập hợp lại đây, chăm chú đếm ba lần mới xác định đây là 10 hạt bách thú đan. Đừng hoài nghi, đây là ta luyện, các vị đều là lão tiền bối bên trong đan dược giới, ta nào dám ngay dưới mắt các ngươi gian lận. Trầm tường tức giận nói hắn chẳng qua là so với bình thường phát huy tốt một chút không nghĩ tới những người này không tin khó có thể tin a à. bách thú đan dĩ nhiên có thể luyện chế nhanh như vậy ngươi luyện loại đan dược này bao lâu một lão giả nhìn kỹ một hạt bách thú đan hỏi không bao lâu mấy tháng mà thôi trầm tường nói kỳ thực hắn chỉ là mấy ngày trước mới luyện chế thành công hắn nói thật sẽ hù chết những lão giả này cho nên mới nói dối hoa hương nguyệt đối với cái này cũng biểu thị lý giải nhưng đây cũng làm ba lão nhân gia kia sợ đến không nhẹ vẻ mặt bọn họ đều phi thường buồn cười xem dáng dấp đều hận không thể đập đầu chết bởi vì bọn hắn từ phẩm chất số lượng thời gian luyện bách thú đan kia để so sánh phương diện nào cũng không sánh bằng trầm tường nếu như bọn họ so đấu luyện chế bách thú đan cùng trầm tường có thể nói thất bại đến thương tích đầy mình tuy rằng hoa hương nguyệt cũng rất kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại nàng đối với trầm tường rất quen thuộc trầm tường làm ra sự tình kinh người nàng đã dần dần quen thuộc cũng tỉ như nói liễu mộng nhi là một đời giai nhân được vạn ngàn cường giả trẻ tuổi vạn năm trước theo đuổi bây giờ đã bị tiểu quỷ trầm tường này đoạt tới tay hơn nữa còn là thầy trò thông ăn này nói ra nhất định sẽ không ai tin khái khục ta chỉ là không muốn làm lỡ thời gian các vị tiền bối mới luyện nhanh một điểm Luyện chế trúc cơ đan đối với Trầm Tường mà nói là phi thường chuyện dễ dàng, hiện tại thần thức của hắn so với hắn lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan thời điểm không biết mạnh bao nhiêu lần. Hắn một điểm áp lực đều không có. Luyện đan thời điểm, hắn đều là một mặt ung dung, vẫn thỉnh thoảng mà nhìn về phía Hoa Hương Nguyệt mỹ nhân này, bất kể như thế nào xem, hắn luôn cảm thấy xem không chán ngán. Hơn nữa càng xem càng thoải mái, đặc biệt là ngày hôm nay cái này ăn mặc hào hoa phú quý hoa hương nguyệt trầm tường suy đoán hoa hương nguyệt có thể là chịu đến liễu mộng nhi ảnh hưởng. Mới ăn mặc như cái nữ hoàng đế, nhưng nàng nhưng không có cái loại này ngạo thị thiên hạ khí thế, cũng không có liễu mộng nhi cái loại này lành lạnh khí chất cao quý, bất quá nhưng có khác ý nhỉ. Phong tình vạn loại, phù mị mà quý khí, phi thường mê người, rất có thể làm người đàn ông chinh phục dục. Đột nhiên, trầm tường cảm giác được huyền thú túi bên trong nhúc nhích một chút cái kia tiểu bạch hồ từ khi tiến vào huyền thú túi bên trong sau khi đều là một mực ngủ, trầm tường rốt cục đợi được nàng đã tỉnh. Tiểu tử, trong này hẹp một chút kính xin ngươi nhiều nhẫn nại một quãng thời gian, các loại chờ có cơ hội ta thay cái lớn một chút địa phương cho ngươi. Trầm tường ôn hòa mà nói rằng, không, không tồi ta cảm thấy rất hảo. Cái kia tiểu bạch hổ khiếp đàm âm thanh tại trầm tường trong đầu vang lên, vừa nhìn liền biết nàng bị trầm tường sợ đến không nhẹ. Đối với Trầm Tường đã là triệt để sợ hãi, điều này cũng làm cho Trầm Tường có chút không thích ứng. Người có tên tuổi sao?" Trầm Tường hỏi. "Không có chủ, chủ nhân có thể giúp ta lấy một cái sao?" Tiểu Bạch Hổ cẩn thận mà hỏi. Linh thú không thể nói chuyện, nhưng dùng thần thức nhưng có thể, người là vạn linh trưởng, thú loại tiến hóa cuối cùng sau. đều có thể hóa thành hình người, như Long Tiết Di như thế, cũng rất ít biến thành long, đều là biến thành người. Ta tới lấy, ta tới lấy. Long Tuyết di kích động mà nói rằng, này nhưng làm cái kia tiểu bạch hồ sợ đến không rõ, bởi vì nàng không nghĩ tại trầm tường trên người còn có một cái nhân vật như thế mạnh mẽ, vẫn là một con rồng. Nàng nếu là bạch hồ, liền họ bạch đi cùng u u thì một cái tính nhìn nàng như vậy nhát gan, liền gọi làm bạch nhát gan đi. Long Tuyết di nói rằng, nhát gan ngươi muội lấy cái tên quái gì? trầm tường xích quát một tiếng, bắt đầu hắn vẫn cảm thấy Long Tuyết Di nói tới rõ ràng mạch lạc nhưng mặt sau nhưng biến vị. Nàng là cái cái kia kêu là làm bạch mẫu mẫu. Long Tuyết Di rất nhanh lại muốn một cái. Người ngu ngốc này Long có thể hay không lấy cái bình thường điểm tên. Cứ như vậy xem, người tại sao không gọi là Long ngây ngốc, Long ngốc ngốc. Trầm tường đối với con rồng này triệt để hết chỗ nói rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ. Tô Mị Giao ở một bên cười trộm, nàng cũng bị Long Tiết Di đặt tên cho lôi đến, Bạch U U nhưng ở một bên rất chăm chú nghĩ, bởi vì nàng cũng họ Bạch. Liền gọi làm Bạch chân chân đi, như thế nào? Bạch U U nói rằng, Tô Mị Giao cười cợt nói, đây cũng là sư tỷ trước đây dùng để gạt người tên. Được rồi, cứ như vậy định rồi. Tiểu tử, sau đó ngươi liền gọi làm Bạch chân chân. Trầm tường đối với này tương đối hài lòng. Ừm, cảm tạ chủ nhân. Bạch Chân chân nhu thuận mà nói rằng, nàng là triệt để mà bị Trầm Tường chinh phục. Bị như thế một con bạch hổ gọi mình làm chủ nhân, Trầm Tường cảm thấy là lạ, lạ. Nhưng cũng để hắn rất có thành tựu cảm. "Chân chân, cha mẹ ngươi có thể hay không lo lắng ngươi?" Trầm Tường hỏi, hắn lo lắng nhất chính là cái này, bị hai con hóa hình bạch hổ bắt được. Hắn liền xong đời, yên tâm đi, vốn chính là bọn họ đem ta đuổi ra." Chân chân nói rằng, một bên cùng này tiểu bạch hồ nói chuyện phiếm một bên luyện đan hắn cái kia mặt chăm chú dáng dấp để cái kia ba tên lão luyện đan sư nhìn ra âm thầm gật đầu nếu như bọn họ biết trầm tường tại sao sao vừa thu được thú nhỏ nô bọn họ nhất định thổ huyết trong chớp mắt hơn nửa giờ đã qua tại trầm tường thông thạo trường khống hạ trong đan lô tất cả đều tiến hành đến phi thường thuận lợi đã ngưng đan rất nhanh sẽ hoàn thành luyện đan thời điểm, nguyên bản hết sức chăm chú trầm tường đột nhiên đưa tay ra mời lại eo, đánh một cái ngáp, điều này làm cho cái kia ba cái lão luyện đan sư sửng sốt. Đây cũng không phải là luyện đan thời điểm nên có động tác bởi vì trầm tường đã đem bàn tay nam mở ra lò luyện đan, đây cũng là không đốt lừa. Là vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Hoa hương nguyệt đối với này không có chút nào kinh ngạc bởi vì nàng biết trầm tường trúc cơ đan đã luyện hảo. Ta luyện hảo, các vị tiền bối kiểm tra một chút đi trầm tường thoải mái mà nói rằng cái kia ba cái lão luyện đan sư nhất thời đầu đầy mồ hôi, nửa canh giờ liền quyết định. Vừa nãy bọn họ nhưng là đều muốn trách cứ một thoáng trầm tường phạm vào như vậy sai lầm lớn. Gặp gỡ trầm tường luyện chế phía trước bách thú đan. Những người này lúc này cũng sẽ không thái quá kinh ngạc nhưng trong lòng vẫn là âm thầm kinh thán trầm tường tên yêu nghiệt này. Là hoa hương nguyệt mở ra nắp lò, bên trong là bốn hạt trúc cơ đan này có thể suýt chút nữa đem ba vị kia lão nhân ra dọa niệu, một lò bốn hạt trúc cơ đan, bọn họ sống cả đời, nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là gặp gỡ. Điều này làm cho bọn họ suýt chút nữa liền quý. Phẩm chất thượng thừa, hoa hương nguyệt ngược lại là vô cùng bình tĩnh cầm lấy một hạt trúc cơ đan đến xem. Bốn hạt trả lại hắn nương chính là phẩm chất thượng thừa, này thật giống như là cho ba vị kia lão nhân ra trái tim tầng tầng một đòn, bọn họ nghĩ đến tự chính mình lúc đến nơi này vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng vẫn như cái hoàng đế ngồi ở chỗ đó để trầm tường cho bọn hắn hành lễ điều này làm cho bọn họ xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai trầm tường đem chúc cơ đan thu cẩn thận cười nói cuối cùng một loại hoa hương nguyệt bọn hắn đều vô cùng chờ mong trầm tường cuối cùng một loại là cái gì đan đều lẳng lặng ngồi ở trên ghế đang đợi trầm tường đầu tiên là lấy ra một đống lớn phụ trợ dược liệu tiến hành xử lý sau đó liền linh thần hoa cùng thang hồn thảo thấy này hai loại dược liệu hoa hương nguyệt hô khẽ một tiếng cái kia ba tên lão luyện đan sư biết cái kia cây cỏ nhỏ cùng hoa nhỏ khẳng định không phải phổ thông đồ vật nhưng bọn hắn nhưng không nhận ra đây là vật gì bọn hắn đều nhìn về phía hoa hương nguyệt hoa hương nguyệt cũng chưa chúng nói cho bọn hắn biết chỉ là lắc đầu một cái chờ hắn luyện ra liền biết rồi trầm tường không nghĩ tới này ba tên lão luyện đan sư lại như thế không nhìn được hàng không nhận ra linh thần hoa cùng thăng hồn thảo đây cũng là luyện chế nguyên thần đan chủ tài liệu bất quá này hai loại dược liệu trước đây thật lâu cũng đã tiệt tích mà nguyên thần đan chủ yếu tác dụng là tăng lên lực lượng tinh thần tu luyện thần thức dùng đương nhiên chủ yếu nhất tác dụng là tu luyện thần hồn trầm tường hoài nghi hoa hương nguyệt cũng là một cái luyện đan sư bởi vì nàng đối với dược liệu phi thường hiểu rõ không chỉ là như vậy tại trầm tường luyện đan thời điểm nàng cũng có thể nhìn ra hết sức chăm chú nếu như không phải luyện đan sư là không nhìn ra môn đạo đến hắn cũng là vào hôm nay mới có loại này hoài nghi nếu như hoa hương nguyệt cũng là cái lợi hại luyện đan sư nói như vậy nàng giấu đi cũng rất sâu từ lúc trước đó tô mị giao cũng đã nói đây là một cái nữ nhân lợi hại luyện chế nguyên thần đan trầm tường đến phi thường cẩn trọng đây là hắn đến nay mới thôi luyện chế quá khó nhất đan hắn cũng chỉ từng thành công một lần hoa hương nguyệt bọn họ cũng nhìn ra trầm tường so với trước chăm chú rất nhiều một mặt nghiêm túc điều này làm cho bọn họ cảm giác được bầu không khí có chút khẩn trương cái kia ba tên lão luyện đan sư nhận định trầm tường luyện chế nhất định là thiên môn huyền cấp hạ phẩm đan dưới cái nhìn của bọn họ hiểu được luyện chế loại này đan không có cái gì tiền đồ mà thường dùng nhưng khá là khó có thể luyện chế thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau